Xin được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn đến với phần nhận định cũng như là một số thông tin xoay quanh trận đấu bán kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Hà Lan. Trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 11 tháng 7. Các bạn thân mến, trên lý thuyết thì trận bán kết giữa Hà Lan và đội tuyển Anh được kỳ vọng là màn so tài tuyệt vời tại Euro 2024. Nhưng cả hai đội đều đã trải qua nhiều thất vọng trước đó. Hà Lan đã gặp một Thổ Nhĩ Kỳ và bị dẫn trước trong hiệp 1, nhưng sau đó họ lội ngược dòng với hai bàn thắng của De Bruyne và pha đốt lưới nhà của Mundu. Trong khi thủ môn Bas Vertonghen đã có pha cứu thua xuất sắc giúp cho đội bóng tiến vào bán kết. Đội tuyển Anh sau hiệp 1 không bàn thắng trước Thụy Sĩ ở tứ kết, họ tiếp tục chơi chậm rãi và để cho Embolo sút tung lưới. Bukayo Saka của Arsenal là người hùng khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 80, qua đó giúp cho Anh giành chiến thắng 5-3 trên chấm phạt đền. Đoàn quân của huấn luyện viên Southgate đã lấy lại sự tự tin và tin rằng là họ có thể giành chiến thắng tại Euro dù hàng công hiện là còn yếu kém. Họ phòng ngự tốt nhưng Harry Kane có thể vắng mặt ở trận bán kết do không đủ thể lực. Việc đưa Ivan Toney hoặc là Ollie Watkins vào sân có thể là giải pháp hiệu quả. Chìa khóa cho Tam Sư có lẽ nằm ở hàng tiền vệ. Họ muốn ghi bàn trước và sau đó khóa chặt Hà Lan. Trong khi đó thì Hà Lan có hàng tiền vệ chắp vá mà Thổ Nhĩ Kỳ và Rumani không thể khai thác được. Nhưng đội tuyển Anh có nhiều tài năng hơn với Declan Rice và Kobbie Mainoo. Cả hai đội đều có điểm yếu. Hà Lan đạt bước tiến đúng lúc nhưng vẫn bị nghi ngờ về lối chơi chắp vá. Trong khi đó đội tuyển Anh luôn bị nghi ngờ dưới thời Southgate. Hà Lan có một số cầu thủ có năng lực. Huấn luyện viên Koeman là một thuyền trưởng có kỹ năng và cả hai thủ môn đều xuất sắc. Rõ ràng đây khó có thể là một cuộc đụng độ mở, có nhiều bàn thắng hay là diễn ra tự do và có thể là thay vào đó trận đấu sẽ kéo dài đến hiệp phụ và có thể là loạt luân lưu. Cặp đấu này được cho sẽ là khá cân bằng và chặt chẽ. Nhìn về lịch sử đối đầu thì cả hai là khá cân sức. Tam Sư có 6 trận thắng trong khi đó Hà Lan nhỉnh hơn với 7 lần. Đáng chú ý hai đội hòa nhau đến 9 trận. Rất ít các trận đấu ở giai đoạn này có tỷ số cao vì cả hai đều biết rằng là một sai lầm có thể khiến họ phải về nhà ngay. Vì vậy mà có lẽ cả hai đội với chất lượng như là Anh và Hà Lan, chúng ta có thể thấy một màn so tài đầy chặt chẽ. Một điều nữa khiến cho trận đấu có khả năng cao sẽ có ít bàn thắng, đó là việc Anh chỉ ghi được 4 bàn tính trong 90 phút ở 6 trận gần đây, có nghĩa là trung bình 0,6 bàn một trận. Họ có 2 trận gần nhất bước vào hiệp phụ, lối chơi thực dụng, ít bàn. Ngược lại, Hà Lan có 9 bàn chỉ trong 5 trận tại Euro. Nhưng cần nhớ, đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman chỉ thoải mái ghi bàn trước các đối thủ là không quá mạnh như Rumania, Ba Lan hay Áo. Họ đã bế tắc trước một đội tuyển Pháp cứng cựa. Vậy nên thì việc gặp đội tuyển Anh với đội hình chất lượng tương tự như đội tuyển Pháp sẽ khiến Hà Lan gặp khó khăn trong khâu tấn công. Viễn cảnh Hà Lan bế tắc ở trận tới sẽ là rất lớn. Chuyên gia của trang tin Standard thì đưa ra nhận định. Rõ ràng đội tuyển Anh có nhiều tài năng và có nhiều kinh nghiệm hơn trong những trận đấu như thế này. Bản thân huấn luyện viên Southgate cũng đề cập đến điều đó sau chiến thắng trước Thụy Sĩ và điều này có ý nghĩa rất lớn với họ. Mặc dù hàng phòng ngự của Anh là rất tốt nhưng họ lại không thể hoàn toàn ngăn chặn các đối thủ và dễ bị phản công khi thực sự mạo hiểm. Tuy nhiên, người Hà Lan cũng có vấn đề của riêng mình. Họ có phần chậm chạp và nặng nề trong phòng ngự, thiếu khả năng kiểm soát hàng tiền vệ và hiệu quả trong tấn công. Mặt khác thì họ có thể gây nguy hiểm bằng những quả tạt, các pha đổi người nhanh trên mặt đất và những cú sút xa. Về mặt logic, đây là một trận đấu căng thẳng và có thể kéo đến hết trận. Hy vọng rằng là trình độ và chất lượng của đội tuyển Anh sẽ giúp họ vượt qua Hà Lan. Cuối cùng thì trang Standard dự đoán đội tuyển Anh sẽ thắng Hà Lan, tiến vào trận chung kết bằng cách thắng trên chấm luân lưu. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Các bạn thân mến, mới đây huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, ông Gareth Southgate đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích cùng đội nhà tại Euro. Nhưng ông vẫn tuyên bố sẽ biến chúng thành động lực để giành chức vô địch thay vì là nhụt chí thất bại. Sau trận hòa với Slovakia thì một số cổ động viên quá khích đã có hành động ném cốc bia vào người Southgate. Một điều được chính ông mô tả là rất đau đớn và không hề bình thường. Tuy nhiên thì thay vì chìm sâu vào thất vọng và chỉ trích, Southgate cho thấy bản lĩnh và sự chuyên nghiệp đáng nể. Mới đây ông chia sẻ trên đài BBC Sports rằng: "Tôi nhận công việc này và cố gắng cải thiện bóng đá Anh để mang đến cho chúng ta những đêm đáng nhớ. Tôi không thể phủ nhận rằng
mọi thứ trở nên riêng tư như vậy thì sẽ rất đau đớn. Tôi không nghĩ việc bị ném bia vào người là bình thường, nhưng chúng ta đã vào bán kết 3 trong 4 giải gần đây và tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những niềm vui. Vừa qua, chiến thắng ở loạt đơn lưu trước Thụy Sĩ tại vòng tứ kết là một minh chứng cho sự kiên cường và quyết tâm của Southgate. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 120 phút, như đã nói thì Anh giành thắng lợi với tỷ số 5-3. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất thể hiện áp lực mà Southgate phải đối mặt là sự cố bị ném bia vào người sau trận hòa với Slovenia. Khi được hỏi về trải nghiệm này, Southgate chia sẻ thẳng thắn: "Cảm giác khi bị ném chai bia vào người là rất đau đớn. Đây là công việc mà bạn bị chế giễu và năng lực chuyên môn của bạn bị nghi ngờ đến mức là không thể tin được." Tuy nhiên thì thay vì sự việc này làm suy yếu tinh thần, Southgate đã chọn cách biến nó thành động lực. "Tôi may mắn vì cuộc sống đã giúp cho tôi rèn luyện khả năng phục hồi và khiến tôi quyết tâm hơn. Và tôi chỉ sử dụng nó như nguồn năng lượng tích cực mà thôi." Nhìn về phía trước, đội tuyển Anh sẽ đối đầu với Hà Lan trong trận bán kết. Southgate tuyên bố rõ ràng mục tiêu của đội không chỉ dừng lại ở việc lọt vào bán kết. "Đây không phải là kết thúc, chúng tôi đã thay đổi tư duy về những gì có thể làm được. Chúng tôi sẽ biến những lời chỉ trích, sự thất vọng thành động lực để tiến lên." Mặc dù vậy, Southgate cũng thừa nhận rằng đội tuyển Anh cần phải cải thiện phong độ nếu muốn tiến xa ở giải này. Ông bày tỏ sự thất vọng với những lời chỉ trích về lối chơi của đội. "Mục tiêu luôn là chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng bóng đá luôn có đối thủ. Và đây không phải là những trận bình thường, áp lực là rất lớn với các cầu thủ trẻ." Southgate sau đó cũng đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trong điều kiện áp lực cao. "Toàn đội đã chịu áp lực rất lớn ngay từ đầu và họ đã làm rất tốt. Họ cho thấy những khoảnh khắc xuất sắc. Không có gì là dễ dàng, tất cả những điều này là không dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã vào bán kết lần thứ 3 trong 4 giải gần đây. Và đối với đội ngũ nhân viên, các cầu thủ đã tham gia, đó là một thành tích đáng tự hào. Tuy nhiên thì đây không phải là điểm mà chúng tôi muốn dừng lại." Trong khi đó thì chia sẻ trên TalkSport, cựu danh thủ Jamie Carragher đánh giá: "Harry Kane trông thiếu phong độ, cậu ấy lười biếng trên sân và điều này khiến tôi cực kỳ khó chịu. Có vẻ là chúng ta đang có một Ronaldo trong đội hình, một cầu thủ chơi không tốt nhưng luôn phải có mặt trong mọi trận đấu." Tại Euro kỳ này thì Cristiano Ronaldo không ghi bàn thắng dù tung ra 2-3 cú dứt điểm. Thành tích của Kane là tốt hơn với 2 bàn. Tuy nhiên màn trình diễn của anh được đánh giá là tệ nhất từ đầu giải. Trang Superscore.Hurricane 6,8 điểm, thấp nhất trong đội hình xuất phát của hai đội. Sau 109 phút trên sân, Harry Kane chạm bóng 27 lần, không tung ra nổi một cú dứt điểm. Tiền đạo của Bayern Munich chuyền bóng chính xác 8 trên 10 lần và để mất bóng 10 lần. Cuối hiệp 1 thì Saka đã tung đường chuyền nguy hiểm vào trong vòng cấm của Thụy Sĩ, nhưng Harry Kane đã chơi hời hợt và không nỗ lực dứt điểm. Chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải ngoại hạng Alan Shearer đã tố là Harry Kane lười biếng trên đài BBC như sau: "Đó là một đường bóng xuất sắc của Saka. Có lẽ cậu ấy vừa truyền vừa lẩm bẩm xem Harry Kane đang ở đâu. Saka muốn ai đó đón đường bóng, còn Harry Kane thì đứng đực một chỗ." Không giống Harry Kane, huấn luyện viên Gareth Southgate nhận nhiều lời khen nhờ những điều chỉnh hợp lý ở trận đấu vừa qua. Ivan Toney, tiền đạo thay cho Harry Kane, thi đấu tròn vai trong hiệp phụ và thực hiện thành công quả luân lưu. Cole Palmer và Trent Alexander-Arnold cũng vào sân thay người và hoàn thành nhiệm vụ trên chấm penalty. Nhà báo Oliver Howe chia sẻ trên trang Daily Mail rằng: "Nếu các bạn chỉ trích Gareth thì hãy tự mình nhìn lại gương trước đi. Cole Palmer đã thành công quả penalty. Cậu ấy lạnh như băng mà không cần cố như mọi khi. Những thay đổi của Gareth đã phát đi tác dụng." Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.